Ok, hello, chào mọi người đến với kênh của mình là Nhật đây. Hôm nay mình đã phát hiện ra một cách ấp trứng thành bét rất là nhanh luôn. Nên hôm nay mình sẽ làm video này giới thiệu cho các bạn cách mình ấp trái trứng này nở thành con bét nhá. Và hãy cùng mình đi vào nhà mình để mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách ấp trứng để trở thành một con bét trong trái trứng này nha. Và cùng theo chân mình vào nhà thôi nào các bạn. Ok, vậy là mình đã đi vào nhà rồi. Nên bây giờ mình sẽ lên cầu thang. Tại nhà mình cũng mới xây à, lên cũng chưa có gì là nhiều nội thất hết. Nên mình sẽ dẫn trái trứng này lên trên chỗ mình ngủ và chuẩn bị cho các bạn cách nuôi bét này. Trước tiên bạn cần phải đi mua hàng rào thú cưng. Bạn nào có rồi thì thôi, còn bạn nào chưa có thì mình thấy vào chỗ cửa hàng nội thất này. Mình vào phần chỗ cửa hàng thú cưng và mình thấy chọn chỗ hàng rào thú cưng. Đó, có rất nhiều mẫu mã để cho các bạn chọn luôn. Đó, và tiền hôm nay mình còn có 2.300 nên thôi mình sẽ chọn một cái rẻ nhất đi. Tại mình làm mẫu cho các bạn mà, nên thôi mình sẽ chọn một cái thảm 1.800. Ok, mình mua. Và rồi, mình sẽ ra ngoài, mình sẽ vào trong ba lô. Mình sẽ tìm chọn chỗ mình đặt cái chiếc hàng rào thú cưng đó lại. Đó, mình sẽ đặt ra ngay chỗ bể cá này đi. Thôi mình thấy không đẹp lắm, thôi mình để ra chỗ cái bàn ấp trứng kìa. Đó, thôi mình đặt ở đó. Rồi mình đặt đây và xem mình dẫn trứng tới. Sau khi mình đặt hàng rào thú cưng rồi, mình sẽ cho quả trứng mình muốn ấp vào đây. Đó, các bạn thấy cái hình con mèo hiện lên không? Đó, các bạn bấm vào chỗ thu đó và cho bạn lựa hai trái trứng mình bỏ vào. Mình đây mình có hai trái, một trái là tên bé đen và một trái tên xéo ái. Mình sẽ chọn một trái vào. Và giờ mình đã chọn trái trứng bé đen vào trong thảm thú cưng và bắt đầu mình ấp trứng thôi nào. Và mình chỉ cho các bạn cách nuôi trứng nhanh nha. Bây giờ bạn thấy ba hình trái tim không? Đó, các bạn bấm vô đó. Đã có cái phần chăm sóc thú cưng nè. Đó, có bốn cái để mình chăm sóc thú cưng để nó nở thành bét nè. Mình sẽ cho nó uống sữa. Đó, mình đã thành công uống sữa. Và mình sẽ cho thú chơi bóng. Đó, bắt đầu được chăm sóc với 1/3. Và các bạn muốn nó nhanh hơn thì các bạn sẽ bấm vào trong cái trái trứng ở trên kìa. Đó, xong giảm 30 phút mình sẽ xem quảng cáo nha. Đó là cách cho thú nở nhanh nhất. Và coi quảng cáo xong rồi mình sẽ chọn tiếp 9 viên kim cương. Đã hoàn thành chơi bóng ngày hôm nay. Đó, uống sữa xong rồi, chơi bóng xong rồi, hoàn thành rồi thì tần sẽ tiếp tục ru ngủ thú cưng. Đó, mình sẽ cho thú cưng mình ngủ, cho trứng mình ngủ đi. Và cũng như hồi nãy mình chơi bóng thôi, mình có thể làm nhanh luôn, là mình vừa coi và mình vừa sử dụng kim cương luôn. Đó, đó là mình ru ngủ xong rồi đó. Và tiếp tục là mình cho bét mình uống sữa. Đó, mình sẽ cho bé mình uống sữa. Đó, mình sẽ tiếp tục giống như kiểu ấp trứng hồi nãy đó. Mình chơi bóng này kia xong rồi mình, nó đã ok rồi này. Bé đen đã hoàn thành, cho đồ ăn vặt đặc biệt hoàn thành rồi. Trái trứng của mình sẽ nở này. Một con chó ở Pháp, chó được lai tạo ở Pháp với một giống chó từ Anh. Mình đặt tên cho nó đúng luôn mà. Bé đen như giờ ra một con chó màu đen. Đó là cách ấp trứng trở thành bét nhanh nhất. Các bạn có thể
làm theo mình để sở hữu ngay cho mình một cái embed dễ thương nha. Các bạn có thấy ấp trứng nhanh không? Cách này mình đã có một embed nhanh nhất, chứ không phải là một trái trứng cứ nhảy toan theo mình hoài. Lúc đầu mình không biết đâu, mình cứ nghĩ là từ từ nó sẽ lớn lên, nhưng mà không phải. Và hôm nay mình sẽ phát hiện ra được một cách này là cách nở nhanh nhất luôn. Đó, một embed rất là dễ thương, tròn chỉnh. Ok, vậy là xong, mình đã hướng dẫn cho các bạn cách ấp trứng nở thành embed rồi. Đó, và mình sẽ kết thúc video tại đây. Các bạn thấy hay và ý nghĩa, hãy cho mình một like, một subscribe để mình có thêm động lực để làm thêm nhiều video tiếp theo cho các bạn xem. Ok, chào các bạn. Bye bye.